các bạn ơi, đoàn phim của chúng tôi đang chống chọi lại với thiên nhiên, đang cố gắng hoàn thiện xong cái cảnh quay cận này rồi mới nghỉ. Hiện nay thì mưa chưa tới nhưng mà dông gió rất lớn rồi. Bây giờ Huy Khánh sẽ tả cho các bạn coi được cái cảnh dông gió này dựa trên mặt nước và mặt cây. Các bạn thấy không? Gió khủng khiếp. Gió quá trời gió luôn. Rồi đó, các bạn coi. Trời ơi, cây cối ngã sùm. Trời ơi, gió quá các bạn à. Trời ơi, gió giật từng cơn. Trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, cây gãy luôn. Ghê quá các bạn à. Ghê quá, gió quá các bạn. Các bạn à, đoàn phim chúng tôi đang quay trong một điều kiện thời tiết rất là khó khăn. Ráng cái cận rồi mới nghỉ. Nhưng mà nhiều khi trong cái ráng này nè các bạn, nhiều khi trong lúc ráng này nè, đọt dừa, đọt cây nó rớt xuống bể đầu diễn viên. Ghê quá, ôi chú nhà, ghê quá. Thôi diễn vô trong này, nó diễn trốn trước rồi. Ở ngoài kia vẫn còn quay. Ồ, tội nghiệp họ quá, nhưng mà cuối cùng những người trốn trong nhà, mấy nhà sập xuống chết. Rồi vài năm sau, nhan sắc tàn tạ, tướng đi không còn lành lặn như người bình thường nữa. Bởi vì người ta nói gieo gió thì gặt bão. Tôi đã bị quả báo, tôi đã làm quá nhiều chuyện ác, cho nên bây giờ tôi đã bị người ta trả thù. Que rồi. Đứng là phải chống vậy nè. Tại cái chân đâu đủ lực để đứng hai chân như người thường đâu. Mà mỗi lần đi là rất khó bạn à. Phải nhấn hả? Đó. Cái nhân vật của mình khổ về sao vậy đó. Mưa quá, vô đi. Các bạn nhớ đó, phim bộ phim Lục Trời nha. Phim này hứa hẹn sẽ gây sóng gió trên thị trường phim ảnh Việt Nam. Và đó là sẽ bộ phim nổi đình nổi đám tại đài truyền hình Vĩnh Long.